Xin kính chào chị em và các bạn. Đây là chiếc đồng hồ được sản xuất bởi Canon Co. Nó có tên là Classic Beer. Đồng hồ hai nòng, nòng trong có biểu tượng chú gấu, nòng ngoài là số chỉ giờ Latin với cái nền xanh, mặt số 3 kim màu đen. Đồng hồ có dạng tăng, 21mm bề rộng và bề dài xấp xỉ 30. Đồng hồ chạy máy quắc của Seiko Nhật Bản I121E, một trong những cái loại máy quắc mà thường sử dụng cho hàng nội địa Nhật Bản trong những năm 1990. Tổng quát đồng hồ, thân đồng hồ mới khoảng 99%, dây da mới 100%, dây da xịn. Đồng hồ chưa sử dụng, đẹp. Dành cho nữ có cổ tay khoảng từ 15 đến 16.5. Đeo thì rất là đẹp. Hàng tồn, chưa sử dụng.